Còn ở chùa sao mở cửa cho nó vô đây ngồi? Thằng vô tới đó đang không có chùa mở cửa vô chi vậy, cho nó vô chi vậy? Nói còn dòm nữa, thấy không, nói cũng như không biết đi vậy. Sửa không buôn bán không làm gì mà ăn no phá thầy không, chống đâu ấy gì thầy, thầy nói cái cãi. Kêu đừng chữ, con nghĩ giờ con có mẹ mà cha mẹ con làm gì con chịu không? Làm nhưng không có trách nhiệm gì, đụng ăn ngủ rồi khách cái cho ai vô vô. Giống như giờ con nhà của con không đi, con ỷ về con cha mẹ đi, mà nhà của con mình giờ mày thôi ai khách tới cái ngôi nhà này của tôi nè, nhà con tôi mà cho đưa vô vô nhà mày tiếp hả? Điều đó cha mẹ cũng không được phép, nhà con mình cha mẹ bạn bè cha mẹ không có quyền đến nhà con mình mời cha khách đến nhà con cái mình để ở lại hoặc chơi gì hết trơn. Dẫn khách lên, dẫn đồng lên, hoặc một là nó khôn nó gom có ở xứ nhà tiền sẵn không cũng như thầy cái không có cò nó im, hai nó vô đây bàn bạc cái nó gom hoặc cái này kia thôi cũng chuẩn, nhưng mà đâu có đưa thầy. Rồi hôm nói gia bộ không trước mặt gia bộ đưa vô khùng công đất bỏ vô chút cái lát cũng nhóm nó vô giới thiệu ở chùa này của thầy tôi của sư phụ tôi, lát không lấy luôn. Vô chùa là tất nhiên là ta tưởng là mày là đệ tử ruột hoặc là anh em ruột hoặc là thế nào đó nó lợi dụng mày nó lấy. Đâu thì coi rồi mình về làm sao mình để xuống cấp học còn nữa. Mà có thêm thầy nữa thầy cũng thẳng về đây nữa, ca thầy cố gắng hoàn hóa Phật pháp. Ừ. Về pháp hay là thuận pháp thì cũng cố gắng mà hoàn hóa. Còn thầy chắc là thầy cứ nhiều xuống về đi làm bạn. Để ổn, không tu được. Đây có thể con chúng giờ không có ai tu được. Chứ ngày thường thầy đóng cửa, giờ có thầy ở nhà lo tu đi, còn đi đâu á bốc xe ráp đi. Muốn tâm sự này kia còn Phật tử mình đừng có tiếp nhiệm, lung tung lắm. Mang quạ hoặc tào lao lắm. Thầy không có đi. Còn mấy cái người mà khịa khịa thầy nó tóm gọn là ở này kia là thầy đuổi cho là họ không giúp. Mà đến thành tâm là đâu vậy? Thành tâm là thằng ngày nó đi bất phá thế thì tu gì? Mày quay. Hỏi đạo pháp không hỏi con hỏi đi chứ, người cứ đưa dẫn dắt thầy vào những cái mọi quậy bạ. Cái này thầy như các đạo. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Ở chỗ này, ở nơi này một định nhập tầm quan như. Không uống, cảm ơn. Cảm ơn vợ chồng em mời anh. Dạ dạ cảm ơn. Không có tấm lòng với anh à.
đường làm sao rồi con? Cho em rồi. Là xuống cấp rồi. Đây là xây bên anh chủ viên, không thể ở. À, ở đấy thà ra mình cũng thêm nhiều nữa. Có tài chúng. Anh đã ở nhờ thì ở nhờ thằng cái tên cái chú. Ở nhà thầy ấy, ở thầy. Nên là sáng kia làm cái thầy. Là. Đấy chỗ đấy. Đấy thế. Tiền bao nhiêu tiền thì cứ như thầy. Cứ thầy được. Em có được cái phước. Là cũng dừng là hai cái kia thì góp trả cho con thì cũng mang lại nhưng còn đợi thì góp tiền mà đủ số tiền đấy thì chuyển cho con thì nó thì cũng còn tăng lại thành ra đi chủ. Đúng không? Có được số thứ tiền mới lo là để chứ vợ lớn con nó giống như công an, giống như lãnh đạo, với giáo viên á. Còn còn lãnh đạo hồi xưa ta hớt cũng ngắn vậy hả? Vậy nhà nước á, phụ nữ á, là ta hớt cũng ngắn y chang vậy á. Cái người lãnh đạo nữ cũng vậy, gọn gàng. Làm bác sĩ cũng vậy nữa. Hớt càng ngắn lại càng thích, hiểu không? Gọi đầu dễ, đi sinh hoạt dễ, làm việc dễ. Còn tóc dài là phải đi đi diễn thời trang. Chú về là có được đi đâu không? Yeah. Nhà tốt. Ừ, thì về tốt rồi. Thứ ba thì là cái đi lên Nha Trang. Tính ra là 4 năm rồi thầy trò mình cũng đã làm. Ba thầy rồi. Tôi làm hôm trên nó làm cái rủi tháng 219 hôm mới là tháng 10 đúng không? Tháng 10 hay là 219 mười hôm mới là hai mấy rồi mười lăm mười lăm tháng 10 đúng không? Nó trong cho ba thầy về luôn cho đủ tăng đòn. Thứ hai nữa mình hạn chế tiếp khách những gì cần thiết đúng rồi chứ đừng nói tiếp nhiều quá mình không sách lo tu thì đấy là cho thầy bên một tiền còn thầy tiếp thấy khả năng thầy tiếp tục được để im rồi cho thầy chữ thầy lại cũng được. Đây nói tóm gọn là phức tạp thấy gì chứ phải đơn giản loạn tâm không tu được. Với mình có khách nói tóm gọn vô phòng vô chính điện ngồi thiền và tự nó muốn nói tiếng mình cũng khe khẽ mình kêu đừng nói. Hai nữa mình lo tu ở trong phòng ngồi nhập khắc á giống như chuyên tu. Rồi đây thầy trong có qua thầy về thầy trong có một phật tử nam biết cách nấu nướng các thầy nói cứ lo tu tới giờ nó dọn cơm đồ nước lên mời ra tới giờ cái thầy lo tu ngồi thì cái tụng kinh thôi sẽ thanh tịnh và mau giải thoát mau thành phật đó. Chứ còn mình tiếp khách nhiều là thành ra ham tiền quá là chết. Thấy không thầy đến khách thầy nói họ nói có tiền đô bên Mỹ luôn mà thầy cũng nhắc à không phải tiền Mỹ tiền đô mà mình ham nó không phải là người tu mà cúng rồi cũng đàng hoàng không cúng thôi mấy người cúng đàng hoàng thì không bao giờ chai nước mà thầy bán giống như chị không năm thứ ngự hôn nước hoài vô một đám mà cúng giường không có cúng cách nào mua bó nhang tiếp mua hai lần ra vô rồi ra cái chai nước nói muốn 50 thầy nói 500 luôn mà 50 thôi bán rẻ 50 cái lấy hai chai mà trả tiền của lấy 6 chai trả tiền của hai chai như không chữ thầy nói móc tiền ra đưa thêm mấy chai nữa rõ ràng nước lọc 50 tao thấy nghèo tao lấy á chứ nhà giàu tao lấy 500 một chai nước lọc đừng nói nước của cụng cái người nó kham nó không cúng rồi cái không tại thầy bán nước ghét không cho tính cho 100 ủa mày ghét cái kiểu gì vậy tao bán nước thì mày được muốn mua thôi cho tự nhiên cái nhảy mày hặn mày hay mày dặn vụ bán nước mắc rẻ đúng không đi chùa mua nước mà giờ chi mắc chi rẻ là thầy nói đi chùa không được mắc thì mình phải mua chứ đâu thầy ép mình mua đâu rồi nãy cũng có thầy ép chưa tu thanh tịnh rồi kế tiếp á nha đến một số chùa tại sao các thầy đến ở chánh điện á rồi đến chánh điện cũng vậy nó phải người ta chỉ có rằm mùng một với lễ lớn ta mới mở cửa chánh điện một ngày thường hả không được vô không được ra đâu dạ uống rồi cảm ơn đợi uống đi
mới uống mình đó để lấy cho. Thấy không, con thấy cái hòa thượng chiếu bản với mấy hòa thượng tao, con đến đây biết đến nỗi mình lên chính điện khập gọt phạt cổ được luôn mà không chặn cái góc nào này kia, đâu có đi đi vòng tròn được chùa đâu, cũng không vô được đó. Thì thấy không, thì con mới hiểu đâu phải không, đập cái chùa ra ai cũng đi ra ra vô vô, ta có giờ giác lễ rằm mùng một ta mới mở cửa, giống như thầy nè, thầy đi công tác thầy phải đóng cửa, thấy có thầy già thầy mở cửa tiếp, còn có mình để rằm mùng một tiếp ra tu tĩnh tâm, hạn chế tiếp khách là lo tu. Thì cái phòng mình vô ra mình đóng nó nhẹ nhẹ, vô cái rầm ra cái rầm mà kêu cũng gồm ai đóng, thầy đóng không đóng nhẹ nhàng tôi tầm được sao được. Nhưng mà cái điện của thầy tốn nhiều điện lắm, thầy tắt cái bóng đi chứ ra ai để thế tốn điện. Hiện tại còn đi ra nhớ rồi đóng, thầy chừng nào đi công chuyện hay là tắt à, tại vì đi ra ban ngày mà cho ánh sáng, còn tối ngủ cũng tắt đèn chứ để đèn sao ngủ được. Cái để mấy ngày thì tổ tiên thì để một hai bóng trong chùa mình phải sáng chứ đến chùa tới hù ai không biết tốn điện, nhưng mà một hai bóng mà bóng đèn nó không hao bao nhiêu hết á. Thầy nói là máy lạnh mới tốn nhiều nè, bếp điện mới tốn nhiều nè, hào quang mới tốn nhiều nè. Đây tháng ví dụ ngày hương thì nhiều mấy tết mới 2-3 triệu thôi. Nãy đi chợ nãy quên mua cho thầy, mấy thầy thích ăn gì kìa, rau củ cải gì đó, cái để đó cái thầy ăn cái đây có rau củ cải đấy còn không, để có chỗ lạnh cái ra cái à, kho tiêu 2-3 ngày gì đó, kho gì đó, đậu hũ hay là củ phai.